5 tiếng. 5 tiếng ạ. 7 tiếng. Đấy. Đấy. Cháu gái. Cháu gái chủ nhật đỗ là với cả mẹ với bác đấy. Đỗ này là ngâm 5 tiếng. Cháu Hương đang làm gì đây? Cháu đang lần 2. À, xay lần nữa à? Vâng, 2 lần. Làm lại nghe vẻ nhàn. Bây giờ toàn máy móc hết. Run thì run bằng ngày xưa là xay bằng cái cú đá. Cô gái làm bao nhiêu năm rồi? Cháu Hương đang làm gì đây? Cháu đang lần 2. À, xay lần nữa à? Vâng, 2 lần. Làm lại nghe vẻ nhàn. Bây giờ toàn máy móc hết. Run thì run bằng điện.
để trình tự của một nồi đậu nó hàng tiếng đồng hồ. À. Đúng rồi. Ví dụ như em chẳng hạn em muốn học làm nghề đậu ấy, ví dụ khu của em mà chưa có ai làm, ví dụ em muốn học để em làm thì vì người ta thích xem như thế. Ừ đấy. Chứ còn nếu mà ở công ty ấy thì người ta lại không thích. Ừ. Công ty đó là máy móc. Cái gì là máy đấy? Thì cả pha chua. Pha chua như cái nước chua nó không phải nước chua của mình đâu, nó là đường nho hết. Còn cái gì mà làm đậu cho thạch cao nghĩa là như nào vậy? Không biết. Trên mạng nó nói đấy. Nói linh tinh. Đây giờ mình làm thực tế đây. Đúng rồi. Cho vài hột muối là xong. Có cái gì? Nước chua là nước đậu cũ của nó. Nếu nhà ai không cho nước đậu cũ, một là cho giấm, hai là cho đường nho. Hết phim. Bé ra để bắt. Nè 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 làm đơn giản. Đúng rồi. Nhiều bạn. Bác Hạnh nha, Hạnh bắt là một cái bắt bịt nước mình luôn. Thế là xay hai lần nữa là cho này vắt. Cho vào túi vắt. Vắt lấy bắt nước. Xong là cho vào đun. Đun. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Đun điện nhanh. Ai đun như nhà bác Duyên, nhà bác Duyên đun nước đun than cất trâu. Thế mà là bác Duyên đun cất trâu. Ngày trước thì chị chưa lắp điện thì chị còn phải đun kiển. Một buổi chiều chị cũng làm hai nồi đậu xong là đi bán. Bao nhiêu củ cơm? Đúng rồi. Trên là nồi nó làm gọi là tại chợ luôn. À, nó bán luôn ở ngay trước cửa luôn. Vừa làm vừa bán đúng không? Thì như thế người ta thích mua hơn. Kẹo phải tung tung lên. Nè nè nè. Thank you.
quay làm gì đây? Nghịch quay. Không quay cái này làm gì? Chẳng qua là đun ít thì nó bên kia à? Vâng. Cháu mới đi. Đừng khôn nhau, con gái thế này à? Vâng. Con bé béo này à? Đây. Bây giờ nó không có béo đâu. Cháu béo về trong này rồi. Bây giờ đẹp gái rồi. Gầy hơn chứ không phải. Bây giờ gầy hơn. Chưa béo ý. Nằm muối phải nằm. Không con nhà Phương không được béo ý làm gì nè. Gầy vẫn béo ý. Con đẹp rồi. Không nhìn thấy mày. Con à, đi nhà đâu giờ? Ừ. Cháu mới đi. Ông cái nằm muối này không cần. Từ tháng chưa nhờ anh nhỉ? Ở nhà không gầy rồi à? Sao ạ? Hả? Không cần, cái này nó đơn giản. Từ đâu biết được tháng chưa? Quay cắt vào. Cô Mai đang ở bên bà. Tối bà Thu lại mời ăn lòng lợn một tiết canh rồi. Bé ơi. Đấy, vừa qua đi ăn sinh nhật hôm nay lại lòng lợn. Bây giờ thời gian là tối à? Chuẩn bị 4 giờ. Mới 4 giờ. Nó chênh nhau đây ở Bình Thái. Đi tập thể dục đi. Đi tập thể dục cho bé rồi. Đúng rồi. Đi ra ngoài mà tập thể dục. Thôi đi rồi pha nước được vừa. Ừ. Lúc nào đấy? Lúc đầu á. Ở bên đi bây giờ có hoa quả gì không? Ở cờ đường đi. Đây. Đang mùa hồng với mùa cam gì. Đây à? Đang mùa hồng rồi. Nó đéo như là anh Nghĩa. Đây là chắc đậu. Pha chua được rồi, bây giờ đi chắc thôi. Chắc xong là gói. À, bảo bê mì gạo là cho. Chả thấy bê cứ ngồi đấy. Nói bao nhiêu lần kệ. Thế xong bắt đầu quay sang bà nội em. Cởi ra cho luôn là mì gạo. Trên Hà Nội khuôn đậu nó làm khuôn dài, bé, ba ngón tay. Cắt miếng miếng. Nhưng mà đấy là khuôn dài, ngày xưa của mình là cái khuôn này như nó đóng chồng dài không ạ? À? Cứ gói khuôn một bé tí tí. Bên đậu nó toàn ngâm nước. Ôi dồi ôi, sao mà cái nồi này nhiều thế nhỉ? Sao biến nữa? Thật đấy. Sao biến nữa? Nhiều trong biến. Biến luôn đi. Từ lần sau đứa nào có muốn mua đậu gửi ấy. Thầy bảo là ngạc bó ấy, tao mua đậu cho nhà chị tao làm đậu ngon á. Gửi gì đi đâu, cái muộn như gửi gì. Thời gian đâu mà mua hộp. Thời gian đâu. Chỉ có 21 năm tuổi rồi mới được chứng kiến nó làm đậu.
gần xong. Mắm ơi! Cho nó ra hết. Mắm ơi! Thì bật máy để bác cho nước ở đây cả. Nhanh này! Máy rồi bác? Đây. Công tắc. Tố ra ở trong thôi. Bà đấy đi theo bà ấy xuống dạ, dạ, bà ấy làm bà đang nằm dưới đấy chúng ăn.